Chào mừng các bạn đã đến với Pumpkin Panic. Đây là một tựa game khá mới và nhiều bạn có thể sẽ còn bỡ ngỡ. Và nhiệm vụ của tôi không chỉ là phá đảo game cho hôm nay mà sẽ phải giải thích cho các bạn làm cách nào để có thể phá đảo game một cách chi tiết nhất. Ở trong tựa game này các bạn sẽ là một người đeo mặt nạ bí ngô, được cho một mảnh vườn để trồng cây để kiếm tiền. Có thể nói cuộc đời trong game sinh ra bạn đã định sẵn cho bạn một tương lai trở thành một người nông dân thâm ngàn. Và nếu không kiếm được tiền ngoài đời khiến bạn trở nên stress, thì việc không kiếm được tiền trong trò chơi này sẽ khiến các bạn rơi vào một trạng thái người ta gọi là chết toi. Hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền, kiếm đủ tiền rồi và đi ra thuyền. Đủ tiền mới đi ra thuyền, nghe hay phết. Sửa được con thuyền có nghĩa là các bạn sẽ phá đảo được trò chơi. Đây là một video được cắt ra từ livestream của mình, nên sẽ có rất nhiều đoạn mình giao tiếp với viewer. Và mình đã không đi quá sâu vào tình tiết của game, vì đi vào tình tiết của game mình đã làm ở ngay phần 1 rồi. Mình sẽ để link ngay ở dưới phần mô tả cho các bạn nào muốn xem phần 1. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Được ngay vụ mùa đầu tiên cho người nông dân. Khi nào anh rảnh em chơi Minecraft đi hả? Mình không thích chơi Minecraft. Thôi được rồi, tôi phải thú nhận với các bạn luôn. Cái lý do tại sao mình không thích chơi Minecraft thì như mình đã nói rồi, nó quá xấu. Trừ khi là bây giờ có mấy cái tên lửa bay qua đây thì có khả năng là tôi xem xét. Chứ còn để tôi bình thường tôi vào tôi chơi Minecraft thì tôi đếch chơi đâu. Đưa hết tiền rồi. À, các bạn tưởng tôi đang nói trong game á, tôi bảo với anh em viewer ấy. Donate đi bạn ơi. Nạp tiền vào donate cho tao. Trời sắp tối rồi, anh em phải lo được cái là cái dầu, cái đèn dầu trong đêm nay nhá. Phải lo được cái đấy đấy. Đấy, trời tối dần này. Đúng mẹ luôn mà. Tối dần luôn mà. Ôi! Hello bạn nhỏ. Thằng hiêu này rất vớ vẩn. Rất vớ vẩn nhá. Không có chuyện đấy đâu em. Ok. Round 1. Vẫn đấy thì chịu. Dì con hiểu đừng đấy, chịu rồi. Ra đây. Ra đây. Khó nhỉ, nhặt nhặt nhặt. Round 2. Trồng thêm cây này đi. Ôi. Gài nhau đấy. Ôi. Hiếu sát cửa, mẹ sợ thật. Round 3. À, chưa tưới nước. Mày không hớt được bao con trai. Run. Ôi, ảo thật đấy. Ảo, ảo. Ảo thật đấy. Final round. Ai thật. Nó cũng thấm đấy. Ôi! Đi ra chỗ khác đi. Căng. Đi chưa? Ôi! My mind's telling me no, but my body, my body. À! Không! Làm thế nào bây giờ? Nó kem tôi vào tề luôn chịu. Hết cứu quả đấy, hết cứu thật mà. Game là lập trình để anh em phải chết luôn. Khó thật. Trời ơi. Cơ nghiệp của tôi. Im mồm. Đang ăn cơm với bố mẹ. Bật anh Duy Lê lên. Thỉnh thoảng anh mọi em câu phát. Seriously, what the fuck. Thôi anh em đừng nói chuyện được. Bật cam nữa, tôi thật tôi bật cam để mà nói mấy câu chuyện này nhìn mặt tôi ngứa mắt cực. Thề tôi còn ngứa là các bạn. Tôi còn ngứa nữa là các bạn. Nhìn rất giống thằng chó mất dậy khều donate trẻ con. Rất ngứa mắt cho nên thôi tôi lắc cam đi. Thì tôi sẽ chỉ loanh quanh là thằng donate khều donate trẻ con. Chứ còn bây giờ tôi bật cam nhìn rất giống thằng chó mất dậy khều donate trẻ con. Thề. Hello motherfucker. Thằng này muốn cái gì ở mình nhỉ? Gậy 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 gậy.
Nãy giờ chơi được mấy round rồi. Vừa round vừa rồi làm khá tốt mà chết mẹ mất em ạ. Round này thì anh thấy trộm vía cũng khá ổn. One minute later. Em 27 mà vẫn gọi mình là anh điêu. Cậu vàng anh Duy tuy không giàu nhưng rất giỏi moi tiền trẻ em. Một câu khen mà tôi ngu thì thôi, ngu quá thì sao ai mà đỡ được. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Anh biết hát Snow không? Biết. Biết là gì? Ai? Nó tầm này đã biết thằng nào là thằng nào đâu. Bực phong. Đặng Tuấn Kiệt này, anh biết em đẹp dai nhất kênh chat không? Không, thật ra là những cái bạn mà tên là Kiệt hay là Trương hay là Tuấn hay là ấy thì thường là có những cái vẻ đẹp trai rất là nam tính. Mà thật ra là mình thấy những cái bạn tên như thế là đẹp trai thật, không đùa. Thật, đẹp trai thật. Mà thôi mình đã nói thế rồi thì bạn cho mình đến 10.000 bạn ơi. Tuấn Kiệt, tên nghe rất giống một vị anh hùng nào đó thời giang hồ Trung, bên Trung Quốc của phái Võ Lâm. Chắc là bạn này ngoài đẹp trai ra phải biết cả võ. Lên thêm 10.000 nữa em ơi. Là 20 của em tổng cộng. Nhanh lên Tuấn Kiệt ơi, để anh phải nói nhiều nhờ. Mày để anh nói nhiều anh khô giọng lắm em ơi. Có cái nịt ạ, thì tôi nói thẳng bạn luôn là mấy cái thằng Tuấn Kiệt ở ngoài đời nhìn như mấy thằng ốc chọc luôn. Thật, gặp mấy thằng đấy tôi phải cho cả chậu ở đầu. Thấy ghế là tôi phang, mà thấy gậy là tôi phang. Thấy tôi cũng phải cho ở đầu đấy phát. Biết võ ơi. Cầm viên gạch, đòi phát vào cổ. Đấy võ. Kiệt. Donate là xong à. Nhố nhang. Kiệt. Tên nghe đã biết là tính keyboard rồi. Kiệt. Làm sao donate vậy? Anh em đang có 100k. Em ấy đi. Inbox Facebook cá nhân anh gửi cho, số tài khoản gửi luôn vào cho nhanh. Đỡ phải donate. Anh thấy cái bước donate nó hơi rườm rà thôi em cứ. Hay là em ở đâu? Em đâu, lát anh phóng xe qua là được. Đưa luôn cho anh tờ đấy. Lát anh qua. Đỡ phải donate. Làm gì nó mệt. Em đã ở đâu em nhỉ? Thèm tiền lắm rồi. Em ở đâu em? Em ở bên Mỹ, ở Mỹ Đình thì anh qua được nhá. Mỹ Đình thì anh qua được. Mỹ thì... Trừ khi mà em ở bên Mỹ mà em bảo là anh cứ qua đây. Banh cho anh cái tiền máy bay, em đặt vé rồi. Kiểu vậy. Hay là sang đây em là có thừa một phòng bang của em thì này. Nhà em có chị em gái gì đấy thì cũng được. Chứ còn bây giờ em bảo em ở Mỹ, bảo anh qua là khó. Nào quá tiền. Nạp tiền vào donate nó vào. Các bạn moi tiền ba mẹ nhiều dô donate cho anh Duy đi. nghe thì chưa các bạn nhá. Tức là cái gì các bạn phải cân bằng giữa cái âm và cái dương. Cái âm ở đây là các bạn donate, còn cái dương là bố mẹ các bạn cho bạn thêm tiền. Mà anh em thì các bạn biết tại sao những cái người nợ nần là người ta hay có động lực người ta làm việc không? Tại người ta có áp lực. Bây giờ các bạn cứ đặt cái áp lực của các bạn là nếu mà không có gì để tiêu, các bạn cứ đặt áp lực là ồ mình phải donate cho anh Duy, không anh chết đói. Cũng là một cái dạng áp lực anh em. Cũng là một cái dạng áp lực để các bạn vươn lên trong cuộc sống, thì các bạn cố gắng phát triển sự nghiệp, bố mẹ tự hào, gia đình vẻ vang. Anh em hiểu không? Hiểu cái ý mà tôi đang nói không? Tạo cho mình cái áp lực đi, con trai phải có áp lực, đàn ông con trai phải áp lực lên. Khổ lên đi anh em, khổ lên. Con nít xem like. Làm gì còn con nít nữa, anh em không nghe thấy ban nãy toàn 16, 17, 15, 13, 14 à? Trước khi nói ra những cái lời này tôi đã cân nhắc rồi nhá. Không phải là nói một cách vớ vẩn. Anh em lớn rồi. Tiền cũng dùng rỉnh rồi. Đợt Tết là bọn này chết với tao. À được mừng tuổi à. Đưa đây. Tưởng nhận mừng tuổi là xong với anh Duy á. Không có đâu. Đầu anh đẹp quá. Em bắt trước nhuộm. Bố đuổi ra khỏi nhà. Thế là bây giờ bài học thôi. Bây giờ điều các bạn cần làm là các bạn nhuộm một cái màu nào mà hợp phong thủy với ông già. Các bạn xem mà ví dụ bố mẹ nhà mình ấy, à ai trụ cột. Ai chung nào quá tiền. Nạp tiền vào donate vào. Nạp tiền donate cho anh nè mặt cười. Cảm ơn Yến. Dấu bé ba. Cảm ơn Yến Nhi.
Tức là bây giờ bạn phải xem là ông già hay là bà già bạn là trụ cột. Các bạn phải xem là bố mẹ mình là mệnh gì. Ví dụ mà bố mẹ các bạn là mệnh hỏa thì các bạn phải đi làm ngay quả đầu cháy vào, đỏ như là kiểu xanh tóc đỏ ấy. Các bạn đỏ cháy vào, các bạn về là ơi đây là con ấy, là con là mang về cho nhà mình, là cái phong thủy bố mẹ hiểu không? Ngồi xuống hai bố con uống cốc nước chè với nhau, pha cốc nước chè. Cái tóc này không chỉ mang lại cho con cái vẻ đẹp trai rider kiểu đấy mà lại còn mang lại cho bố cái gì ạ? Tiền tài lộc lá và coi như là sức khỏe bố là có thể là tăng. Đấy. Quan trọng là ở cái cách mà các bạn xử lý cái tình huống đó là như nào. Chứ còn bây giờ tự nhiên đang cấp 3 nứt mắt ra nhuộm lại còn xấu trai đi về ông già chả đuổi đánh cho chị chả chết mẹ luôn chứ. Ở đấy mà đú. Tiền đâu mày nhuộm tóc? Tiền này là con móc két ra bố ạ. À, móc két lại donate cho anh Duy Lê à? Đấy là bố mẹ chả đánh cho. Bố mẹ mệnh thổ thì trồng cái cây trên đầu vào. Đấy là nhiều khi là các bạn mà bố các bạn mà mệnh thổ ấy là nhiều khi là đi họp phụ huynh. Các bạn không biết đâu chứ, ví dụ cô giáo bảo để cháu thấy cháu Hoàng này. Cháu Hoàng ở lớp mình như thằng đầu đất. Nhiều khi là bố các bạn vui như mở cờ trong lòng nhưng mà là không dám nói. Bạn hiểu không? Tại vì hợp mệnh mà. Thằng con học hơi dốt nhưng mà về nhà ăn nên làm ra. Cô giáo bảo cháu đầu đất nhưng mà là ví dụ mà bố các bạn mà bố mẹ các bạn mà mệnh gọi như là mệnh kim. Các bạn sưu tập ngay nhà một bộ sưu tập mã tấu. Làm ngay bộ sưu tập mã tấu, thằng con nó biết bổ trợ gia đình. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Ui tiền. Mau quá tiền. Nạp tiền vào donate nó bao. Anh nhớ em ka mặt cười. E có đẹp dai ca mặt cười. Gia-tô đẹp dai mà. Mấy bạn tên ở Gia-tô mình gặp rồi ngoài đời trông thân thiện lắm mà cũng dễ gần. Được cái là những cái ngoại hình của mấy anh em này trông rất là Nhật Bản. Cũng là có những cái nét lai Tây, lai Ta. Nhiều hay, tên thế cơ mà. Nếu mà bạn ý mà đeo cái băng vào trán ấy là trông cũng rất là giống một vị ninja Nhật Bản. Rất hay. Ui. Thú vị mấy anh em tên là Gia-tô có gặp ngoài đời rồi. Mà hỏi kỹ ra là thành ra lại còn nhà giàu. Ôi, nhà giàu thân thiện nữa chứ. Tên thì Tây mà lại còn nhà giàu thân thiện. Thứ gì chịu nổi. Được em ạ. Cảm ơn em nhá. 10 hạt giống. Nâng. Tốc chạy mắc rồi. Bắt đầu từ 1.000 là anh em mình có thể mở được cái motopis rồi này. Mỗi vườn anh em trồng khoảng 2 hàng thôi. Là ok. Mỗi vườn chỉ cần 2 hàng thôi anh em ạ. Sắp phá đảo với 3.000 rồi. Thắng rồi này. 3.000 là chúng ta hoàn toàn là ok rồi này. Thừa thãi rồi, cuộc đời này đến thế thôi. Luôn. 1, 2, 3. Cái gì đấy? Ôi, chỉ mua được tối đa 2 cái à? Ra lắp luôn cái thuyền. Thắng rồi. Thắng rồi. Phải 1.000 nữa. À phải dí này nữa. Mà ví dụ bây giờ cái con chạy kia, con chân dài kia là anh em không đỡ được này. Cái gì đấy? Là ok chưa? Ôi đây rồi, thằng chân dài rồi. Khả năng cao anh em vẫn còn phải một đêm nữa đấy. Nó đuổi. Ui! Nhanh lên thao không? Được rồi. Tao đang thắng rồi. Đừng làm thế nữa nhá. Sau tao vào tao gặp mày sau. Căng. Lắp luôn cái thuyền, không chờ. Lắp luôn cái thuyền. Trên từ bạn. Thu hoạch một hàng này nữa là phá đảo này. Một hàng này thôi, không cần nhiều nữa. Đúng một hàng này nữa là phá đảo. Không chờ đêm nay nữa, rất nhiều thứ rủi ro có thể xảy ra. Quan trọng là anh em sắp phá đảo rồi. Mau quá tiền. Nạp tiền vào donate vào. Có thật sự là phá đảo không mặt cười? Thật chứ em. Chính là thế đấy, anh sẽ phá đảo thôi. Ngay trong đêm nay chúng ta sẽ được thấy
có khi là phải qua một đêm này nữa thì may ra mới phá đảo được đấy. Nhưng mà khả năng cao nếu mà mọi thứ nó cứ ổn ổn như này là được nhá. 1.000 tiền nữa, 1.000 tiền nữa thôi. Sang Hiêu đã đi qua đây, không được, không được, không được, không được, không được. Không được, không được. Nhìn phát là biết không ổn rồi. Từ từ bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Duy. Một đêm nữa thôi, một đêm nữa thôi. Phá đảo, trong tầm tay. Một hôm nữa thôi, đừng để xảy ra những cái thứ lung tao lung tung thế. Một hôm nữa thôi mà Duy. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Chơi như bình thường thôi. Cứ tự nhiên đến cái lúc mà gần được thì nó lại... Là thằng Hiêu này các bạn cảm thấy nó đi nhanh hơn không? Các bạn có cảm thấy thằng Hiêu đi nhanh hơn không? Chứ tôi là tôi thấy có mùi. Tôi cảm thấy như là cái trò này không muốn tôi thắng. À, tôi thấy có mùi. Tất nhiên là tôi sẽ outspeed nó rồi. À đây, hái. Ô, cái cây này là anh em mình không cần trồng lại. Chỉ cần trồng bấy nhiêu thôi. Nó tự ra quả về sau này. Ngon. Ra lắp cái máy, ra lắp cái máy, lắp cái máy. Cứ phải lấy nước đã, ra lắp cái máy sau. À em chân dài, em chân dài, em chân dài. Lấy tí tiền. Nào, 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 nào. Không để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Vào gần đây, vào gần đây. Rồi. Về mua gì nữa không? Anh em mình còn hai máy không? Cảm thấy hơi thừa tiền, mua thêm phát. Chờ tiếng nhạc hiệu anh em ra lắp luôn máy nhá. Hết chưa? Rồi. Ủa cái tốc độ này như điên luôn. Như điên như dồ, dại luôn. Không có thời gian, không có thời gian, no time, no time. No time. I have no time. Lắp thêm phát nữa là thắng. Có kịp không? Có kịp không? Nó lắp thêm một phát nữa thôi là thắng. Một phát nữa là thắng. Đây rồi, chính là nó đây rồi. Thắng. Tao thắng. Tao thắng, được chưa? Ok chưa? Chưa. Rồi em ơi. Đừng có bảo là tầm này tôi sẽ đi đến một miền đất khác để tôi lại trồng thêm các cái cây. Và thời gian là 44 phút. Uầy, nói chung là cái trò này em chỉ bình tĩnh thôi. Quan trọng là cái bình tĩnh nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đã thắng, trò này chung dễ. Và tôi cảm thấy cái trò này là anh em nên chơi. Anh em nên chơi nhá, miễn phí và chả có lý do gì anh em nên chơi trò này cả. Hay, một game hay.